cuộc gặp bí ẩn giữa hai tổng thống Nga và Iran. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, bên cạnh các diễn biến mới trên chiến trường thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về toan tính giữa các bên trên bàn cờ Trung Độc Có thể nói rằng, dù là đồng minh hay kẻ địch, thì tình cảnh đồng sang dị mộng giữa các thế lực vẫn luôn diễn ra. Đó là lý do khiến cho tình hình ở khu vực này rất phức tạp và khó đoán. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine liên tiếp bại trận tại phía đông và phía nam đất nước. Vào cuối tuần, tổng thống Zelensky thừa nhận người Nga đã có những nỗ lực nhằm đẩy lùi quân đội của ông tại Kursk. Đồng thời, ông ấy ca ngợi rằng Ukraine đã giữ vững các tuyến phòng thủ tại đây. Nhưng đến đầu tuần này thì tổng tư lệnh lực lượng Ukraine tướng Siskỳ lại cho biết rằng người Nga đã cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kursk trong 5 ngày liên tục và các binh sĩ Ukraine đang phải cầm cự và phản công. Trong khi đó, thì phía Nga tuyên bố là quân đội của họ đã giải phóng các làng Liubimovka và Tostolak lần cận. Đây là những vị trí mà lực lượng Ukraine đã bị cô lập sau cuộc tấn công của Nga vào tuần trước. Chưa hết, quân Ukraine đang đồn trú ở làng Ogopka thuộc vùng Korenevo cũng gần như đã bị tiêu diệt. Tại mặt trận Donbass, thì quân đội Nga đã tiến vào phía nam thành phố Chasovya. Tại đây, họ chiếm được một ngã ba có các tuyến đường từ Bakhmut và Konstantinovka dẫn đến Chasovya. Phía Nga còn tuyên bố là sẽ có thêm nhiều bước tiến ở khu vực lân cận thành phố chiến lược Pokrov của Ukraine sau nhiều tuần tiến lên ổn định và giành được một số ngôi làng xung quanh. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thêm là họ đã chiếm được làng Mikhailivka nằm ngay bên ngoài thị trấn Selidovo và phía nam của Pokrov. Selidovo có thể là nơi tiếp theo sẽ sụp đổ. Hiện tại thì nơi đây phần lớn đã bị biến thành đống đổ nát sau nhiều tháng bị pháo kích dữ dội và hầu hết cư dân đã di tản từ lâu. Những thông tin được công bố trên Newsweek cho thấy rằng Selidovo hiện là trọng tâm chính của lực lượng Nga. Rằng trong bản cập nhật được công bố lúc 4 giờ chiều địa phương, thì Bộ Tổng tham mưu Ukraine không nhắc đến tên Mikhailivka nữa, nhưng cho biết là lực lượng Nga đã tập trung nỗ lực gần Selidovo, nơi đã xảy ra 12 trận chiến cho đến nay. Trong khi đó, thì kênh Deep State cho biết phần lớn Mikhailivka đã nằm dưới tầm kiểm soát của Nga từ hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 10. Ngoài nhé, giao tranh dữ dội cũng đang được báo cáo ở mặt trận phía nam Zaporizhia vào cuối tuần này. Truyền thông Ukraine đưa tin về tình trạng mất điện diện rộng ở Zaporizhia và Kherson trong vòng 24 giờ qua do các hoạt động tấn công mới của Nga. Đúng như dự đoán là người Nga đã mở ra một cuộc tấn công mới ở vùng Zaporizhia. Họ tuyên bố đã chiếm được làng Levatnoi, phía tây của Velikaya, Novoseka. Ngôi làng này từng được quân đội Ukraine giải phóng vào mùa hè năm 2023. Còn vào đầu tuần trước, quân Nga đã tiến vào Kamensky và Robotine. Như vậy, các cuộc tấn công ở Zaporizhia rõ ràng đang ngày càng gia tăng. Và có thể nói rằng kết quả trận chiến ở các khu vực phía đông và phía nam của Ukraine mà chúng ta vừa liệt kê ở trên mới là nhân tố định hình cho kết quả cuộc chiến chứ không phải là tại Kursk. Hôm qua thì Nga còn tấn công thêm hai tàu chở hàng ở vùng Odessa. Những cuộc tấn công như vậy trở nên thường xuyên hơn. Có vẻ như là người Nga đang cố gắng để ngăn chặn tuyến vận tải hàng hải của Ukraine theo cách mới. Đặc biệt là mối nguy từ tên lửa của Nga sẽ khiến cho giá bảo hiểm cho các chuyến hàng tới Odessa sẽ tăng mạnh. Tập Bloomberg vào hôm 10 tháng 10 cho biết rằng giá bảo hiểm đã tăng lên hơn 1% giá trị con tàu. Con số này là cao hơn tuần trước, vốn chỉ khoảng 0,75%. Có nghĩa là, đối với một con tàu có trị giá khoảng 50 triệu đô la, thì tiền bảo hiểm đã tăng thêm 125 đô la mỗi chuyến. Tất cả những yếu tố này đã làm cho tình hình bất ổn tại Ukraine gia tăng. Thời điểm này thì mọi sự chú ý đang đổ dồn về điểm nóng Trung Đông. Cả Iran và Israel đều đang chạy đua sau hậu trường để giành ưu thế trước đối phương. Đặc biệt là Israel được cho là đã lên kế hoạch trả đũa cho cuộc tấn công tên lửa của Iran vào dạng sáng ngày 2 tháng 10. Và từ đây, chúng ta có thể thấy được toán tính địa chính trị cực kỳ phức tạp giữa các bên. Israel lo ngại về cuộc gặp đầy bí ẩn và vội vã giữa Tổng thống Nga và Iran. Một cuộc họp được sắp xếp vội vã giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Iran Masoud Bezenskia tại Agabas, Turkmenistan vào hôm 11 tháng 10 đã làm cho tình hình ở Trung Đông trở nên nóng hơn. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nguyên thủ kể từ khi ông Pezeshkian lên nhậm chức tại Iran. Điều đáng lưu ý là Tổng thống Putin thậm chí còn không tổ chức họp báo sau sự kiện. Vậy thì tại sao cuộc họp gấp gáp này lại thu hút được sự chú ý không chỉ của Israel mà còn của cả phương Tây? Không giống như truyền thông phương Tây tuyên truyền, thực tế Nga và Iran có mối quan hệ khá khó khăn, nếu như không muốn nói là không hề thân thiết. Mối quan hệ này phức tạp, nó phản ánh qua các cuộc đàm phán kéo dài về hiệp ước đối tác chiến lược của họ. Cả hai đều có xung đột lợi ích nghiêm trọng chẳng hạn như là về vấn đề hành lang giang cơ dơ. hành lang giang cơ dơ này là một tuyến đường vận tải quan trọng nối liền azerbaijan nối với khu tự trị nachivan vấn đề phức tạp là ở chỗ khu tự trị này lại nằm bên trong lãnh thổ của armenia và tuyến vận tải buộc phải đi qua vùng biên giới giữa armenia và iran hành lang giang cơ dơ có ý nghĩa chiến lược quan trọng bởi vì nó thiết lập một tuyến kết nối giữa châu á châu âu và trung đông nhưng mà sự xuất hiện của nó cũng cắt đứt mối liên hệ địa lý giữa armenia và iran và nga thì công khai ủng hộ hành lang này, nhưng mà Iran thì tất nhiên là phản đối mạnh mẽ tuyến đường. Quan hệ giữa Iran và Armenia từ lâu đã được xây dựng trên nền tảng địa chính trị ổn định. Việc Iran phản đối hành lang Gancazer không chỉ xuất phát từ mối lo ngại về sự cô lập địa lý, mà nó còn là về lợi ích chiến lược và kinh tế. Tuyến đường này nếu được thiết lập dưới sự kiểm soát của Azerbaijan, thì nó sẽ làm gián đoạn kết nối giữa Iran và Armenia, qua đó làm suy yếu vị thế của Tehran trong khu vực ngoài ra iran còn lo ngại là nếu như hành lang giang cơ dơ này thành hiện thực thì nó không chỉ cắt đứt đi một tuyến giao thông quan trọng của họ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của nga và thổ nhĩ kỳ tại khu vực này từ đó làm suy yếu vai trò của iran thực tế là nga và iran là hai đối thủ cạnh tranh tiềm tàng trên thị trường năng lượng châu âu bộ ngoại giao iran từng tuyên bố rằng biên giới iran armenia phải được duy trì nguyên trạng và tehran sẽ không do dự sử dụng sức mạnh quân sự để đảm bảo điều đó trong bối cảnh israel đe dọa trả đũa iran Cuộc họp bí mật giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Iran tại Agabas càng trở nên quan trọng hơn. Tổng thống Bezaskia đã đề xuất với ông Putin rằng việc ký kết hiệp ước chiến lược giữa hai quốc gia nên được đẩy nhanh. Về phía ông Putin, ông được cho là đã chấp thuận dự thảo thỏa thuận từ hồi trung tuần tháng 9, nhưng không rõ vì lý do gì mà phía Nga vẫn đang chỉ hoãn lễ ký. Do đó, Tổng thống Iran đề xuất rằng buổi lễ ký kết có thể diễn ra tại thành phố Kazan của Nga khi mà cả hai cùng tham gia hội nghị thượng đỉnh Pris dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới. Nhưng mà phía Nga hiện tại vẫn tiếp tục trì hoãn. Sự mâu thuẫn này gợi nhớ về sự chậm trễ trong việc Nga chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S300 cho Iran, ngay cả khi Tehran đã thanh toán tiền cho phía Nga. Thỏa thuận mua S300 trị giá 800 triệu đô la này được ký kết vào năm 2007, nhưng mà mãi đến năm 2016 thì Nga mới chuyển giao. Lúc đó thì Iran đã rất tức giận, đệ đơn kiện 4 tỷ đô la chống lại cơ quan xuất khẩu quốc phòng của Nga và Iran quyết định là phải bắt tay vào sản xuất hệ thống phòng không di động tầm xa của riêng mình, có tên là BAVA-373. Nguyên nhân của sự chậm chế này đó là do Nga đã chịu áp lực từ cả phía Mỹ và Israel, đặc biệt là khi Điện Kremlin có mối quan hệ khá thân thiện với Tel Kẻ thù không đội trời chung của Tehran. Rõ ràng rằng, những cân nhắc về địa chính trị vẫn đang tiếp tục chiếm ưu thế trong việc chuyển giao vũ khí của Nga với Iran. Cũng vậy, việc ký kết hiệp ước chiến lược giữa Nga và Iran hiện giờ đều đang bị Điện Kremlin câu giờ. Tổng thống Pezeskian sau khi trở về nước đã tiết lộ, ông đã khuyên Tổng thống Putin rằng Nga nên hành động hiệu quả hơn liên quan đến những hành động gây hấn leo thang của Israel ở Gaza và Liban. Giới quan sát nhận định rằng cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Pezeskian có thể diễn ra khá căng thẳng, bởi vì ngay sau đó thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố vào hôm 12 tháng 10 như sau. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và lo lắng các sự kiện trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Nguy cơ xảy ra xung đột là thực sự rất cao, Xu hướng leo thang thành xung đột toàn diện là một mối nguy hiểm thực sự. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Chúng tôi đang đối thoại sâu rộng với các quốc gia trong khu vực và một lần nữa, một cuộc chiến tranh lớn có thể tránh được, nhưng mọi người phải kiềm chế. Tuyên bố này có thể cho thấy rằng Điện Kremlin đang gửi thông điệp không chỉ cho Israel mà còn là cả Iran và Nga đang áp dụng chính sách thực dụng với quan điểm trung lập tại Trung Đông. Và tất nhiên, điều này không mang lại lợi ích gì cho Iran. Lựa chọn này của Moscow cũng là dễ hiểu bởi vì họ cũng cần phải tận dụng sự lạnh nhạt trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel. Thậm chí, truyền thông phương Tây còn viết rằng Thủ tướng Netanyahu có thái độ coi thường phớt lời chính quyền Biden. Bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích mối quan hệ xa cách giữa Mỹ và Israel. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu như muốn thành công thì cần phải có sự trợ giúp của Mỹ. Cho nên, bất kỳ một kế hoạch tấn công nào của Tel Aviv cũng đều cần phải thảo luận sơ bộ trước với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Tuy nhiên thì chính quyền ông Biden không hề mặn mà lắm trong việc hỗ trợ lập kế hoạch tấn công Iran. Các nguồn tin của tờ Wall Street Journal khẳng định rằng chính quyền ông Biden đã thất vọng về Israel dường như đã tự ý hành động trong một số trường hợp. Ví như là vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào hôm 27 tháng 9. Thêm nữa, chuyên gia quan hệ quốc tế người Nga Vladimir Frolov từng làm việc tại Đại sứ quán Nga tại Mỹ nhận định rằng thực tế chính quyền ông Biden không muốn leo thang với Iran mối quan hệ giữa Israel với ông Biden đang bị tổn hại không thể cứu vãn. Netanyahu chỉ đang nói dối và ông ta đang chờ đợi Donald Trump đắc cử. Theo vị chuyên gia này thì chính quyền Biden đặc biệt không muốn tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran, vốn nằm sâu bên trong nội địa và không thể bị phá hủy hiệu quả nếu như không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối cung cấp cho Israel những quả bom có sức công phá cao với đầu đạn xuyên giáp. Chuyên gia người Nga cho rằng nhóm của Biden lo ngại sự leo thang ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của Đảng Dân Chủ tại các tiểu bang giao động quan trọng như là Michigan, nơi có cộng đồng người Ả Rập sinh sống. Điều đó có thể làm thay đổi cán cân của cuộc bầu cử. Như vậy thì với việc Nga trì hoãn ký kết hợp tác chiến lược với Iran và Israel phớt lờ Mỹ, có lẽ là cả ông Putin và ông Netanyahu đều đang chờ đợi Trump. Có điều là, trong khi Nga hy vọng Trump đắc cử để hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ với Mỹ, thì Iran lại mong muốn Kamala Harris chiến thắng nhiều hơn. Điều này được minh chứng mới đây vào hôm 13 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại rằng Tehran quyết tâm theo đuổi quyền truy tố những kẻ thực hiện vụ ám sát tướng Qasem Soleimani. Vào năm 2020, thì Tổng thống Trump khi đó đã ra lệnh tấn công bằng UAV nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Iran là tướng Soleimani. Thậm chí là mới đây thì cựu Tổng thống Trump đã yêu cầu phải tăng thêm các biện pháp bảo vệ an ninh trong quá trình ông đi tranh cử, do nghi ngờ không chỉ có thế lực nhà nước ngầm muốn đoạt mạng ông mà còn có cả tình báo Iran nữa. Thêm nữa, nếu Kamala Harris thắng cử, thì Đảng Dân Chủ trái với Đảng Cộng Hòa của Trump sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Điều này cũng đã lộ rõ trong bài phát biểu mới đây của Giám đốc CIA William Burns rằng Mỹ chưa thấy bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy lãnh tụ tối cao Iran đảo ngược quyết định năm 2003 của mình về việc đình chỉ chương trình phát triển hạt nhân. Điều này có nghĩa là chính quyền Biden hay nói đúng hơn là đảng Dân Chủ vẫn đang muốn có các cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai với Iran. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với việc Nga chỉ hoãn ký kết hợp tác chiến lược với Iran. Điều đó cũng cho thấy rằng Moscow không hề tin tưởng Tehran. Cần phải lưu ý là Tổng thống Pezhaskian vốn ưu tiên việc nối lại các cuộc đàm phán với phương Tây, cho nên đã không ngần ngại lên án cuộc tấn công Ukraine của Nga. Dù tại cuộc họp vào hôm 11 tháng 10, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Iran đều dành cho nhau những lời có cánh và tuyên bố ủng hộ tích cực mối quan hệ mạnh mẽ của hai nước trong tương lai. Tuy nhiên, Ông Putin và ông Peskov đều không tuyên bố có sự hợp tác chiến lược trong chính sách đối ngoại của hai nước. Phía tổng thống Iran thì chỉ mong muốn rằng cả hai phía Nga và Iran sẽ làm mọi thứ cần thiết để phê duyệt và ký kết các văn bản trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Prist sắp tới. Như vậy thì có thể thấy, trong khi Nga tiếp tục trì hoãn thì Iran lại rất mong muốn hai quốc gia nâng cấp hợp tác chiến lược sâu rộng và có được sự ủng hộ của Nga trong cuộc đối đầu với Israel. Việc Mỹ triển khai task có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Israel. Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Câu hỏi lớn lúc này đó là khi nào thì Israel sẽ trả đũa và sẽ trả đũa dưới hình thức nào. Chính quyền ông Biden nhiều ngày qua đã gây sức ép để Israel tránh tấn công các địa điểm hạt nhân cũng như các địa điểm năng lượng. Kết quả là, tờ Washington Post vào hôm qua cho biết Israel đang rút lại các kế hoạch ném bom cơ sở dầu mỏ cũng như hạt nhân, mà thay vào đó sẽ tấn công các cơ sở quân sự của kẻ thù. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Netanyahu vào tuần trước, ông Biden đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng rằng bất kỳ một cuộc phản công nào cũng có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện nếu Israel không giữ được quy mô phản ứng ở mức hạn chế. The Washington Post coi đây là chiến thắng cho chính sách ngoại giao của Tổng thống Biden khi viết rằng: Tổng thống Netanyahu đang ôn hòa hơn và rằng lập trường mềm mỏng hơn của Thủ tướng Netanyahu đã tác động đến quyết định của Tổng thống Biden là sẽ gửi một hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh tới Israel. Như vậy thì có thể thấy, việc Israel cam kết không tấn công cơ sở dầu mỏ hay hạt nhân của kẻ thù chỉ là một cuộc mặc cả giữa Netanyahu và Biden. Mỹ đã chấp thuận gửi một khẩu đội phòng thủ tên lửa Thát tới Israel để bảo vệ nước này. Cần phải lưu ý là Lầu Năm Góc còn xác nhận rằng họ sẽ điều động gần 100 quân nhân Mỹ đến Israel để vận hành nó. Hiện tại, Mỹ chỉ có tổng cộng 7 khẩu đội như vậy. Vậy thì việc Mỹ triển khai Thát có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Israel? Thứ nhất, vòm sắt đã không hiệu quả và giới quan sát đánh giá rằng cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất của Iran đã phơi bày những hạn chế của vòng sắt. Đó là lý do tại sao Israel yêu cầu Mỹ phải triển khai TASS để hỗ trợ. Thứ hai, đó là Israel có lẽ đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Việc triển khai TASS của chính quyền Biden cho Israel là một bước đi đáng lo ngại bởi vì nó cho thấy rằng Israel có thể đang toan tính cho một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra và chắc chắn rằng sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho Iran, khiến quốc gia Hồi giáo này phải đáp trả tương ứng bằng tên lửa đạn đạo. Do đó, Israel mới cần có thêm hệ thống TASS bên cạnh vòm sắt. Trước những diễn biến này thì phía Nga cũng như giới quan sát đều chung một mối lo ngại, đó là cuộc chiến tranh lớn sắp nổ ra khi mà mọi nỗ lực ngoại giao đều trở nên vô hiệu. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.